Hello quý vị, hôm nay em sẽ trả lời quý vị. Trước tiên là chúc quý vị có một ngày vui vẻ và nằm xem Hiền Hòa live stream nha quý vị. Có những mặt hàng em sẽ mang đến cho quý vị giá rất là rẻ. Thật sự mà nói là khi em bán ra một món hàng, em like để bán chứ em không phải like để người khác bán, cho nên là trước public khi em đã nói giá ra thì đó là sẽ là một cái giá nhất định, quý vị chỉ có yes và no thôi, thì quý vị không cần phải trả giá em đâu. Có những người trả giá cách 200-300 đô, hay là đó là quá lớn quý vị. Khi em đã đưa lên public bán là tất cả em đều bán giá mà phải nói là rất là mềm luôn, cho nên quý vị xem và quý vị thấy được thì quý vị mua. Mà quý vị phải suy nghĩ, nhiều khi tuần này em like xong rồi một cái món hàng đó cũng nhiều người thích, xong rồi quý vị đấu vào, quý vị nói quý vị mua, xong rồi quý vị biểu em giữ lại, xong rồi tuần sau quý vị lại đổi, quý vị không mua mà để cho em cái like nhiều lần như vậy thì nhiều khi nhiều khách người ta giận, ta nói tuần trước tôi thích mua cái đó tại sao cô không bán, rồi bây giờ cô lại bán. Cho nên là quý vị phải suy nghĩ để cho em dễ dãi bán hàng nha quý vị. Rồi. Mọi cái thì em cũng muốn dễ dãi, dễ người dễ ta. Ví dụ như quý vị mua của em qua mà quý vị không thích món đó liền, quý vị gửi ngược lại cho em rồi quý vị đổi qua món khác, quý vị đâu có tốn đồng nào, em không có chặt quý vị một cent nào hết á. Em sẽ đổi cho quý vị, nhưng mà quý vị phải suy nghĩ kỹ đi. Vòng ngọc cũng vậy, vòng ngọc mà nhiều khi á cũng em sẽ đổi sai, ví dụ như 53 không vừa đổi 54 55 em đổi, còn cứ có một cái size 53 mà quý vị bắt em đổi hoài vì mỗi lần một người nhân viên tiếp cho quý vị cũng rất là mất thời gian, em phải trả bằng tiền trả bằng giờ mà quý vị, đúng không? Rồi bây giờ hôm nay em sẽ có những mặt hàng đẹp và em sẽ like với quý vị với giá cũng rất là mềm thôi để cho quý vị dễ mua và em cũng dễ bán. Rồi em sẽ vô luôn nha quý vị. Trước tiên ở đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6. Chắc khoảng tầm 54 đến 56 viên kim cương. Cái đánh giá này rất là đẹp quý vị. Đánh giá là nước rất là trắng và rất là đẹp. Mà tầm khoảng 54 viên kim cương 3 ly. Rồi trong này cũng khoảng là 50 viên kim cương 50 viên kim cương nhỏ từ 1,5 ly, nói chung là đến 2 ly, nói chung là 2 carat kim cương nhỏ đó, 2 carat kim cương nhỏ thì em tính đó, quý vị. Mà tất cả những cái viên này đều là vi, em nói là nếu em nói vi vi VS1 là rất là tội cho nó, bởi vì nó sạch bông luôn và nó trắng bum luôn quý vị. Vàng 18 mà quý vị nhìn thấy không, trắng sạch trắng bóc luôn mà hộp sạch trơn luôn, mà cái đánh giá rất là đẹp luôn, vàng cũng rất là nặng. Em lấy chị cái cần luôn, có cái cần của mình rất là nặng luôn. Thì quý vị biết không, cái đánh giá là em nếu mà em cân em tính để cho quý vị dễ mua ha. Cần 20 gram mà vàng đi là đã là 18, là đã đồng nói cái này là 1.400 tiền vàng rồi đó quý vị ha. Rồi 52 carat kim cương nhỏ nữa là 1.000, nữa là 2.400, 2.400 mà cái này em sẽ bán cho quý vị là 6.500 trừ đi 2.400 còn 4.100, 4.100 mà em chia cho 50, em chia cho 54, 56 viên thì chạy ra một viên có 30, 73 đồng quý vị, mà nước tới nước đi luôn á nha quý vị. Trắng mà vàng 18 trắng mà sạch, em bỏ vào chiếc nhẫn đi color của em á, nó trắng ngang ngửa nhau trắng bum luôn. Nhưng mà bây giờ em sẽ mang đến cho quý vị với giá mềm nhất là 6.200 thì chạy ra còn có 50 đồng một viên à, đâu có ai bán cái viên kim cương mà 3 ly vậy mà 50 đồng đâu quý vị. Cho nên là em sẽ mang đến cho quý vị với giá 6.200 vàng 18. Cái này rất là đẹp luôn quý vị, đẹp lắm luôn. Năm hết coi 2.400 tiền vàng, 6.200
trừ đi tiền vàng là với tiền kim cương nhỏ là 2.400 bằng 3.800 chia cho 56 viên, chạy ra một viên có 60 mấy đồng à. Đó quý vị, mà hộp rất là trắng, mà hộp đẹp. Mấy cái này là em bán là ở ngoài là 100 mấy đồng một viên đó, chứ không có bán giá này nha quý vị. Nhưng cái này rất là đẹp luôn, cái mặt này đẹp lắm, đẹp đẹp rồi. Em không, em bây giờ em phải giơ lên ngón tay để cho quý vị hình dung được là nó bao nhiêu, hình dung được thì là thánh giá bao nhiêu đây nè. Đó, quý vị thấy gần hơn 2 lóng ha, gần 2 lóng đó. Rồi và cái thánh giá này là 44 gram 6, tất cả là kim cương mà quý vị biết không, kim cương xanh rồi kim cương trắng tạo thành một cái thánh giá rất là đẹp luôn. Hôm nay em đã sale đến cho quý vị nè, quý vị thấy đẹp dễ sợ chưa, và giá cuối cùng mà em sale đến cho quý vị cái thánh giá này. Thì các nếu bây giờ em bán giá này là em lỗ đó quý vị, nhưng mà thôi 5.200. Trời, kim cương trên này là cũng phải mấy chục carat luôn đó quý vị, mà kim cương xanh vàng mà nặng nặng không là đã là 44 gram 7, là quý vị thấy hơn một lượng vàng rồi đó, làm rất là đẹp nè, mẫu mã rất là đẹp luôn. Mình thấy những cái dây này em đeo rất là đẹp không quý vị. Rồi đây là những cái nhẫn mà em cho quý vị biết, đây là những cái vỏ nhẫn của tiệm, hộp 2 ly, hộp 2K. Vỏ nhẫn 2K. Mấy cái này thì em để hồi quý vị nào mua, quý vị muốn thay vỏ mua thì quý vị gọi em ha. Hộp 2K, hộp 1K cũng rất là đẹp luôn. Tất cả là toàn là nước y nước đi vàng 18 không nha quý vị, rất là đẹp luôn, y đi vàng 18. Rồi nhẫn nam hộp 5 ly, quý vị nhìn thấy vỏ nhẫn nam cũng rất là đẹp ha, kim cương rất là nhiều, có những chiếc như cái chiếc này nó có cái logo rất là đẹp nè quý vị, ở giữa nó có logo rất là đẹp luôn đó. Thì rồi có những chiếc đơn giản thôi, thấy không, đều là kim cương hết. Những cái này thì để em nói, để em sẽ bỏ hộp vô rồi em sẽ bán cho quý vị, hoặc quý vị nào có hộp muốn mua vỏ thì em sẽ bán. Đây là những cái vỏ nam vàng 18 hết nha quý vị, rất là đẹp luôn. Thì để cho quý vị biết rằng là bên em bán những chiếc nhẫn nam và những chiếc là toàn là thợ làm ra bán, đặt của bên bên kia về bán, chứ không bao giờ mấy cái vỏ này của Hồng Kông hết đó quý vị. Không bao giờ tụi em nói chung là không bao giờ em bán những cái vỏ nam này mà em gãy chấu, mà em lấy đồ cũ cho nó chính. Vì vậy mà quý vị phải biết rằng là khi mình mua vỏ rất là lỗ, lỗ lắm quý vị, không có 30% đâu. Bởi vì khi người ta giao cho mình một cái vỏ mới rồi mình đem về mình nhận hộp mà cưa gãy chấu hết, khi mình đưa lại cho người ta phải gãy chấu mà làm lại mấy cái chấu này á, thì thứ nhất là nó không có chắc, cho nên đó là thường xuyên là vỏ rất người ta phải làm lại hết, là cái vỏ nó rất là lỗ nghe quý vị. Thà là người ta mua một chiếc người ta bán nguyên chiếc, còn đây là một đôi vong một bộ. Một bộ đây là đôi vong tay rất là đẹp quý vị, rất là đẹp. Như cái mặt trái tim. Rất là đẹp bộ này.
Mẹ. Đó, tay này, này với lại cái mặt dễ tin. Và một bộ này rất là đẹp luôn. Ở trong là toàn bộ, ở ngoài là kim cương. Ở trong là có những viên kim cương vừa trắng vừa đen. Rất là đẹp luôn nha quý vị. Hai màu two tone. Em sẽ mang đến cho quý vị bộ này là với giá là nguyên một bộ luôn. Tiền vàng cũng nặng lắm á. Cũng hai mươi mấy gram. Em sẽ mang tiền vàng á, với vàng 18 nữa. Cái này em sẽ mang đến cho quý vị với giá là 3.400. 3.400. 3.400 là rẻ. Bảy em bảy bảy em bảy nhân cho đây là một sợi dây chuyền của Hồng Kông. Một ngàn bảy năm chục quý vị. Đây là một sợi chuyền của Hồng Kông vàng 18, 1.750 và luôn cả sợi dây chuyền rất là đẹp luôn. 1.750 đồng vàng 18 và vàng đúng 7 tuổi rưỡi rất là đẹp luôn. Nha quý vị, 1.750. Rồi đây là một chiếc nhẫn ruby. Để em coi quý vị. Hộp ở giữa. Hộp ở giữa là 4 ly 2. Mình tính 4 ly 1 đi, 41 42. Xung quanh là có tất cả 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 15 viên kim cương 2 ly 6 2 ly 7. Chiếc nhẫn này rất là đẹp. Rồi bao nhiêu là ruby nữa. Quý vị thấy đẹp dễ sợ không? Chiếc nhẫn này hồi trước đây là 1.700-1.800 ấy chứ quý vị, lúc mà vàng cao á. Mà bữa nay là vàng bắt đầu cao lại rồi quý vị, 1.790 rồi. Tuần trước em bán 1.730 mà 50. Nếu mà thật sự là em đẹp để vàng ra mà bán lỗ chết luôn á. Mà cái nhẫn này rất là đẹp, quý vị thấy ông như cái kiểu design này là rất là đẹp. Mà giờ này em sẽ mang đến cho quý vị với giá thấp nhất. À, 1.290 đồng. 1.290 đồng. Một cái chiếc nhẫn này vừa kim cương vừa ruby này rất là đẹp nha quý vị, giá này là giá rất là thấp luôn, thấp luôn. Rồi để sẵn đó, em sale cái dòng này, cái dòng này 25 gram 5 nhân tiền vàng không là đã 1.500 rồi quý vị, 25 gram là tiền vàng là 1.500 rồi. Rồi kim cương và sapphire nữa. Quá trời luôn. Tính 25 gram. Nhưng cho. Rồi em bán rẻ cho quý vị mua luôn nha. Cái này là ruby và kim cương giống như em phi, em không lấy tiền. Và vàng là 14. Rất là đẹp luôn. Và cái vòng này em sẽ sale cho quý vị 25 gram, rồi em nhân cho 55 thôi. Em tính 25 nhân cho 55 thôi. 1.375 đồng.
quý vị, là em tính vàng có 55 kim cương ruby, em không tính tiền luôn. Một cái vòng mà chỉ có 1.370 mấy đồng, ngang ngửa với một chiếc nhẫn, quý vị biết không, không còn giá nào rẻ hơn nữa. Cho nên quý vị chỉ có mua và không mua, quý vị không có cần trả giá, bởi vì mỗi lần mà em nghe quý vị trả giá, câu đầu tiên em luôn nói với quý vị thôi em bán rồi, tại vì em cứ đứng để điêu với quý vị, giá cả em mệt quá không thà em nói em bán rồi để đỡ mất lòng. Đó là thật sự đó quý vị, tại vì giá đó là giá đến tận cùng rồi, còn gì để trả nữa, còn gì để bớt nữa, không ép quá chịu đâu nổi, ép quá chịu không nổi. Như lần trước đó, em bán cái hộp 3K40 mấy, em nói bán 8.000 mấy, nhưng khi em tháo ra em tới 3K60 mấy luôn, nhưng mà em vẫn không có bán thêm tiền, em vẫn không lấy thêm tiền đó. Nhưng mà nếu hụt xuống một chút là quý vị bắt em đã thêm tiền, bớt tiền đúng không. Và đây là một cái chiếc nhẫn ruby rất là đẹp, two-tone hai màu rất là đẹp luôn. Ruby, đẹp chưa? Chùm hoa, cái này mà đeo với cái này đẹp chưa? Và đó là những cái kiểu dáng mà rất đẹp luôn. Những cái này người ta không có bán giá mà cân dằn dụng đâu quý vị. Mà ở đây em bán gần như là cân dằn dụng với quý vị rồi. Rồi quý vị nào có bàn tay đẹp, đây là một chiếc nhẫn chùm hoa rất là đẹp mà. Cái này ở là platinum nữa quý vị, ở trên là vàng, mà ở dưới là platinum. Cũng là hay chứ mới là ghê. Rồi. Cái này là mới 2.000, 2.000 mấy của em đó. Và em sẽ mang đến cho quý vị với một cái giá tận cùng luôn, rẻ luôn. 1.760 đồng. À, quý vị, khi quý vị mua để giữ em và quý vị đỡ mất thời gian, tại vì em có mã số giá tiền em để dưới này hết rồi, cho nên quý vị mà nói thấp quá em đâu có tin, là mất công em phải mở ra lại, cho nên là quý vị cứ để như vậy và chụp giống như vậy. 1.760, những ruby đẹp biết sao, chùm như một chùm thánh hoa, ở ngoài này là kim cương không, dưới này là platinum nữa nè, cái vỏ cái đai là platinum. Ha, rất là đẹp. Trên thì lại vàng 18 ha. Rất là đẹp luôn. Rồi. Cái này 30g7 quý vị, 30g7. Em sẽ bán rẻ cho quý vị nha. Kim cương quá trời, nguyên một đầu của Đức Chúa rất là đẹp luôn, ngài rất là đẹp, tạc cái tượng này rất đẹp, em sẽ mang đến rẻ cho quý vị luôn với giá là, cái tượng này em sẽ mang đến cho quý vị mà bự lắm á, giá mềm luôn để cho quý vị mua 2.800. Đẹp luôn. Đây là một chiếc nhẫn cũng đẹp luôn. Đó, người nào thích thì mua chiếc ruby, chiếc sapphire đi quý vị. Đẹp ha. Những đồ đẹp trong tháng này em đã mang ra bán với quý vị rất là nhiều và giá rất là mềm luôn. Kim cương ngập trời luôn. Học ở giữa cũng 4.2 luôn. Rồi em cũng sẽ mang đến cho quý vị với giá là, rồi cái này 1.270 đồng. Đẹp mê man luôn, cái nhẫn chùm như vậy có 1.000 mấy à, tìm đâu ra. Quý vị không tin, quý vị thử lên mạng hay đi vào những cái tiệm Mỹ mà bán những cái design mẫu mã đẹp, những cái này không có giá 1.000 mấy đâu nha quý vị. Em đã từng có một người khách đó, cũng bà nói với em chị chảnh lắm, chị lên Las Vegas chị đứng chỗ nữ trang, chị nghe nói triển lãm, chị cầm 5.000 lên đó chị đứng, chị thấy mình giống như một hột cát trên sa mạc, đụng đến cái gì nó cũng 7-8 ngàn luôn, mình không mua được, trong khi cầm 5.000 về Hiền Hòa đứng mua bao nhiêu chiếc nhẫn đẹp đó. Cho nên là em cho quý vị giá tận cùng rẻ luôn.
Như cái đồ bông này đẹp không? Cái đồ bông này nhiều người thích lắm các vị. Họ mua xong rồi họ mua cái ngọc trai á, người ta thả dưới đây toàn ten từng đôi, kim cương quá là nhiều luôn, vàng là đã 400 rồi, kim vương có phải hai bên hơn cả carat. Em mang đến cho quý vị với giá là bèo luôn. Giá và bèo để mua để dễ bán cho quý vị nha. 300 tiền, hơn 300 tiền vàng chưa? 400 tiền vàng rồi đó quý vị. Quý vị thấy cái thác của Mỹ nó bán không? Nó để không? 3.600. Nè. Thác của Mỹ là 3.600. Rồi, cho giờ em về em mang đến cho quý vị đôi bông tai này giá bèo luôn. 550 đồng. Quý vị biết không? Mình mua cái lắc, mình cắt ra. Còn dư cái khúc á, mình mua cái đôi bông, cái hút này nè, mình gắn vô vậy nè. Trời ơi, mình làm cái bông toàn ten đeo đẹp lắm. Còn không, ngày mai em lấy hai viên ngọc trai em bỏ vô đây toàn ten rất là đẹp luôn. Và sẽ mang đến cho quý vị giá bèo luôn, có 550 cho đôi bông này. Kim cương ngọc luôn. Và đôi bông này nó nhỏ nhưng mà nó ôm sát cái lỗ tai. Để hiếm có những đôi bông nhỏ mà ôm sát cái lỗ tai vậy lắm, mà nó nhỏ xíu thôi nha quý vị. Đây nè, rất là dễ thương. Cái này bán 450 đồng. Những cái lỗ tai nhỏ nhỏ đeo dễ thương lắm quý vị, nó nhỏ xíu à. Nhưng mà cái này mới là cái mà người ta tìm nè, và rất là tiền công mắc. Tại vì nó những cái nhỏ xíu vậy làm rất là công phu ha, rất là đẹp luôn. Rồi đây là một chiếc nhẫn nào hộp 5 ly, hộp topaz, London topaz, vàng màu hồng, kim cương cũng trải dài luôn. Muốn bán để cho bán luôn nha. Bảy quý vị, 370. 370. Cái này là viên màu cam. Đó, như là những mà mấy cái này là quý vị mua cho mấy cô con gái trong cái ngày gì ngày ấy á, kim cương quá trời nè quý vị. Quý vị thấy ông kim cương hai bên luôn. Những cái này là họ đeo phong thủy, khi họ mặn thủy mặn kim, người ta cần những cái mà thổ như vậy nè quý vị, người ta đeo nè, rất là phong thủy luôn. Rồi 350, cái màu đỏ 350, cái màu xanh 370, rất là dễ thương ha. 350 em đó, màu đỏ 350 rất là dễ thương luôn. Quý vị nghĩ là tiền công là với tiền vàng đã hơn 300 mà nó giống như mình bán cái này giống như em bán rẻ vậy đó quý vị. Em nói với quý vị rồi, nếu mà em mua rẻ thì em sẽ là bắt quý vị sẽ là người bán rẻ thôi. Cái này 4 viên hộp gạo là đã 800 mà quý vị, 4 viên hình hộp gạo 200 một hộp, rồi ở giữa là một hộp amethyst màu tím tiền vàng nữa là bao nhiêu, không có nhẫn dễ thương không? Bốn hộp gạo là nếu mà tháo ra bán hộp 200 không? Tiền vàng là hết nhiêu? 320 tiền vàng, 350 tiền vàng rồi. Hộp gạo nữa. Bán rẻ luôn cho quý vị mua nha. Này dễ thương ha. 350 tiền vàng là chẳng nãy giờ tính tiền gạo với tiền này vô nữa. Rồi, lấy rẻ chiếc nhẫn này 490 đồng. 490 đồng quý vị hết 350 tiền vàng rồi đó, còn lại có trăm mấy. Em tính tới 4 viên kim cương hộp gạo rất là đẹp luôn. Người ta có thể lấy cái này làm bốn hai đôi bông tai. Gạo rất là trắng đẹp. Bán cho quý vị đẹp rẻ nha. Cái nhẫn này kim cương và có những cái hoa rất là đẹp luôn. Nó ngập, ngập kim cương và hoa đẹp ha. Cái này bán được không?
bán rẻ cho quý vị mua luôn, 590 đồng này quý vị, 590 vòng kim cương, rồi có những cái bông hoa, nó tạo thành những cái bông hoa rất là đẹp luôn, 590. Còn đây là một bộ này rất là đẹp, em sale rẻ cho quý vị mua một bộ ruby này, nhẫn thì 2.500, mặt thì 3.500, 4, 5, 6, đẹp chưa? Cái mặt là 3.500, cái nhẫn là 2.500, 6.000 cái bộ này đó quý vị. Vàng 18 của Hồng Kông, đẹp dễ sợ, quý vị nhìn thấy cái viên ruby đẹp chưa? Ừ, viên ruby đỏ này sao sao, cái này đẹp khỏi nói luôn. Sáu ngàn thôi em bớt luôn đi để cho quý vị dễ mua, em tính 5.800, đó là em bớt hết xuống rồi, 5.800 em. Vàng 18 của Hồng Kông nha quý vị, viên ruby dày giống như viên kẹo mà đẹp lắm. Rồi để quý vị mua, mà em vẫn thường nói là sẽ bán để quý vị mua, chứ em không bán để cho người là quý vị nói mắc rồi người khác bán, em không, em không. Cái bông hoa rất là đẹp, cái bông tai, quý vị có nhìn thấy sợi dây em đang đeo không? Đây là những viên giọt nước mà em cân nặng là tầm 5 ly đó quý vị, 0,5, có cái hộp ở giữa là gần 0,70 mấy luôn á, tính ra cũng 5 ly mấy, 6 ly gì á, mà xung quanh là những cái viên này là 5 ly, mà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 viên, mà chưa kể 2 ly rưỡi hết, rồi chưa kể kim cương nhỏ dài thế lên đây nữa. Mà sợi dây này em sẽ mang đến cho quý vị với giá, bây giờ 10 cái viên này tính mỗi viên 1.000 đi, 10 viên đã là 10.000 rồi. Rồi bao nhiêu viên kim cương hộp nhỏ, rồi tiền vàng nữa, mấy chục gram nữa. Không, mà sợi dây này em sẽ mang đến cho quý vị với giá tận cùng để bán cho quý vị đó. Bán rẻ luôn. Em không nhớ luôn, em không nhớ giá luôn mà. Thôi giờ em bán 9.500. 9.500. Không nhớ giá luôn á. 1.500. Hơn đôi bông tai này giữ lại, đây này để đeo thôi, tại vì nó rất là nặng mà nó là platinum, mà mua bán thì chắc em nghĩ không ai đeo, tại ai đeo cũng đau hết, mà sao em đeo em không có đau một chút nào á, nên em giữ lại. Đây là một chiếc nhẫn ý. Sáu này, chiếc nhẫn này rất là đẹp, học tục ma liên không đó quý vị, tục ma liên đẹp dễ sợ không, ai sanh vào tháng 1 mua cái này đi, tục ma liên tháng 1, tiền vàng không là 400 mấy rồi, chưa kể học nữa, không biết bán sao đây luôn. Rồi quý vị nghĩ ai mà đẹp chưa, nhẫn tục ma liên bán rẻ cho quý vị luôn nha, 290, rồi là 290 là vàng tính có mà rẻ rề luôn á. Cái nào bán được rẻ cho quý vị thì em vẫn bán luôn. Rồi quý vị, đây là một chiếc nhẫn hộp 1K45 nè, hôm nay em sale để quý vị mua nha, 1K45. Cái ba ghép mà nó dài như vậy hiếm lắm.
hiếm lắm 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 luôn. Và cái học emerald khách như vậy nữa, trời ơi, cho đám cưới, cưới dâu cho tặng một chiếc nhẫn này là xứng đáng luôn. Rồi, em sẽ mang đến cho quý vị với giá tận cùng rẻ. Rẻ nha, 9.200. 9.200, thôi 9.000 luôn đi. Rồi, đánh luôn. Thế mà bán 9.000 là rẻ luôn, khỏi bớt khỏi gì luôn, 1K45. Cái vỏ không là đã bao nhiêu tiền rồi, có hộp 1K45, quý vị biết, quý vị hỏi đi. Nếu mà có giấy GA mười mấy ngàn đó, không phải cái hộp này rẻ đâu, hộp emerald khách này rất là hiếm á. Như con đom đóm, trời ơi, buổi tối đeo như con đom đóm đẹp. Lúc này là lúc mà quý vị mua đi, tại vì hiện ngoài em đang bán rất rẻ, quý vị thấy không? Em đeo cái vòng này nè, em đeo những cái ngọc này nè, người ta nhìn người ta mê luôn. Những cái sợi dây này ai cũng nói á. Nhớ em bán 1.500 cái sợi dây này mà quý vị thấy là 18 cái. Là tại ra cái có mấy chục, một ông có mấy chục, người ta nói là 18 vị La Hán gì đó. Ông có mấy chục đồng à. Mà ngọc thiệt, nhìn vô là quý vị biết ngọc thiệt rồi. Mà người nói là đeo hên. Nói chung là ai là không mấy, ai đang không hên mua ông về. Ai đang, người nào mà đang có tà theo rồi đeo ông rất là hay. Rất là giỏi. Rất là đẹp luôn. Đây là em bán 1.000 mấy đó. Tiền thì có thể dễ kiếm, nhưng mà những cái ông, những miếng ngọc đó cũng rất là kiếm. Em còn nửa tiếng nói chị để chị like dòng ngọc nha. Đây là một chiếc nhẫn kim cương đen đó quý vị. Hộp rất là đẹp luôn. Chung quanh của cái vỏ này là toàn là hộp 3.5 ly không, 4 ly, 3.8 ly không. Sợ lắm, nhiều khi nó nằm trong vỏ mình đo không chính xác, nó chỉ thiếu một gem thôi là bắt đầu là quý vị la làng. Ba ly tám bằng 4 ly đó, 3 ly, em nghĩ 3 ly 8, 3 ly 9. Bây giờ em tháo hộp ra em cũng lời, em tính 2 4. Rất là bự luôn. Có học là mười mấy cara. Học em nghĩ 3 ly 8, 4 ly đó. Thôi giờ cứ tính 3 ly 8 đi. Hai bên cũng rất là lớn luôn. Sẽ bán rẻ cho quý vị nha. Chứ cái vỏ này là không có dưới 4 ngàn đâu. Em sẽ mang đến cho quý vị với giá là rẻ luôn để quý vị mua. Cái này là ai có hộp xoàn to đeo cũng đẹp, nó bán rẻ đó, 4.100. Nó là quá rẻ rồi đó quý vị. Không thể nào mà rẻ hơn được nữa. Cái này giống cái nhẫn của em đeo. Cái bông hoa. Rồi. Đây là một cặp nhẫn rất là đẹp. Hộp này giống như hộp Tensana hay sao. Rất là đẹp luôn quý vị. Một cặp luôn rất là bự, mà kim cương cũng rất là đẹp. Vàng cũng rất là nặng luôn. 12.6 luôn. Bán rẻ cho quý vị là mua 2 chiếc luôn nha. Quý vị thấy một cái chiếc ngoài này rất là bự, mà toàn là kim cương gì quý vị biết không? Kim cương toàn là
tròn có với lại kim cương vuông, học giống như emerald khách, rất là đẹp luôn, dọc hai bên. Quý vị, nếu mà quý vị mà như em bán vậy mà quý vị biểu làm sai mà bỏ thêm vàng vô, bỏ thêm vàng mà tay quý vị bị bự, quý vị phải bỏ thêm tiền nha. Có thể em chịu công cho quý vị thôi, chứ còn tiền là quý vị phải bỏ thêm vô, tiền vàng là quý vị phải thêm vô, chứ em không có chịu thêm vàng cho quý vị, vì em đang bán với cái giá vàng là 12 g 6, chứ em không có bán với giá vàng là 13 g 14 g, cho nên quý vị tay to là quý vị phải bỏ thêm tiền, đó là điều đương nhiên à quý vị ha. Em có thể chịu công cho quý vị, đó là một là hết sức của em rồi. Em sẽ mang đến cho quý vị chiếc nhẫn này với giá là 1.450, 1.450. Ừ, đẹp quá trời luôn. Này một ca 57 sẽ mang đến cho quý vị với giá là 6.400. Một ca 57 sẽ mang đến cho quý vị với giá là 6.400. Hộp sạch nha, thật mà đẹp, nước nó hơi phớt một chút xíu nhưng cái hộp sạch đẹp lắm quý vị, sạch luôn, mà cái vỏ vàng 18 rất là dày, 6.400 K57. Thì quý vị ơi, ví dụ như mình mua một cái hộp mà 1 carat, 1 ca thôi, 1 ca, 1 carat thôi, mà nước ép, ai ép bây giờ ít nhất cũng phải 12.000 không, một cái hộp thôi. Còn trong đây mình bán như 1K57 là thêm vỏ thêm vàng mà chỉ có 6.000 mấy, thì dĩ nhiên nó sẽ không đẹp bằng giấy GAA mà mắc tới mười mấy ngàn rồi. Nhưng mà ví dụ như bây giờ mình đeo, mình có những cái hộp nó dơ đi, nhưng mà mình phải đặt kiến cho mình mới thấy, mình nhìn mắt thường mình không thấy, mà mắt thường mình nhìn không thấy là kể như mình không có. Không, quý vị mà không thấy thì kể giống như là mình không, để nó có dơ mà mình không thấy dơ có nghĩa là không có đó, mình cứ nghĩ trong lòng mình đi, bởi vì mình mua rẻ thì mình phải như vậy. Còn còn ví dụ như mà mình muốn mua đẹp thì đó là tiền nào của nấy thôi, mình không thể bì những cái viên này. Có những người mắc cười lắm, mua thì mua viên thường, tiền giá thường, nhưng mà so thì về so bì với những cái viên GAA rồi lấy những cái lúp ra, nhưng không hiểu rằng GAA mình đang mua là mấy chục ngàn, mà cái này là nó mấy ngàn mà nó cộng thêm cả vỏ, cho nên là tiền nào của nấy. Bây giờ mình chưa có tiền tạm thời mình cứ đeo vậy, rồi đến bao giờ mình có tiền thì mình đổi, mình đổi lên, đúng không quý vị? Đó, mình đổi lên thì mình mua lỗ ít thì mình lỗ ít, mình mua nhiều mình lỗ nhiều. Một ca 10 cái viên kim cương này nằm trên cái vỏ đẹp quá nè. 1K10 hộp 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 champagne nha quý vị, màu đậm luôn, cái này không hề có chút màu nha, mà nằm trên cái vỏ rất là tây luôn, rồi bán rẻ luôn đó. Cái này đó chưa là 7 3.800, 3.900 luôn á, giờ em sale tận cùng để cho quý vị mua luôn. 1K10 luôn rồi quý vị thấy không, một cái chiếc nhẫn như vậy em sẽ mang đến cho quý vị 1.000, 3.500, 5 3.500 50. Viên hồ gạo bát 1K10 luôn, mà vỏ nè quý vị thấy cái vỏ chưa, đó, người nào mà có viên tròn rồi mà chưa có viên 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 hộp gạo thì mua đi. Ừ, nhẫn này rất là đẹp luôn. Nếu mà nói về nhẫn thì Hiền Hòa nhiều lắm quý vị ơi. Hiền Hòa rất là thích nhẫn, cho nên là nhẫn em bán hơi nhiều đó. Nhẫn lắc mặt dây chuyền cũng nhiều lắm thôi. Chưa đi tới mặt dây chuyền. Bây giờ cứ nhẫn trước đi.
có thể tuần sau like mặt dây chuyền. Rồi đây là một chiếc nhẫn Platinum, hộp Sapphire, có sao, trông đẹp, real Sapphire, trông đẹp có sao. Xung quanh là kim cương, vỏ thì Platinum. Bán rẻ chiếc nhẫn này cho quý vị mua nha. 1.270. Mấy cái này bây giờ mà 1.270. Quý vị ơi, Platinum mà hộp rất là đẹp, mà cái viên này rất là sao luôn, rất là đẹp luôn. Người nào mà nó sao mà nó có sao trời trên này nữa, rất là đẹp. Rồi đây là một bộ Sapphire, chồng mua vợ mua, hay là ai muốn cho cô dâu và chú rể có thể cho một cặp này rất là sang. Một chiếc của cô dâu và một chiếc của chú rể. Cả là bằng Platinum hết nha quý vị. Chiếc nhẫn này rất là, cái cặp này rất là đẹp. Mình có thể là hai mẹ con mình mua cũng đẹp. Bằng Platinum hết đó. Nếu mà bây giờ mà em bán cái chiếc này không là 3.000 mấy rồi đó quý vị. Platinum mà kim cương cái này là đẹp dễ sợ luôn. Mẹ một cái, con một cái cũng đẹp, hoặc chồng một cái, vợ một cái cũng đẹp. Chẳng lẽ giờ cứ để cho hai đứa cháu nội hoài không? Nếu mà cái đồ nào đẹp cứ để lại riết hết vốn. Cho nên em bán cái những cái này là về sau không có luôn quý vị. Không có luôn, đẹp lắm luôn á. Platinum mà, kim cương toàn đi color rất là đẹp luôn. Giờ em sẽ mang đến cho quý vị giá mà mềm luôn. Nếu quý vị mua luôn một cặp nha. Cái này em bán một cặp luôn đi. 5.100. Lấy một cặp luôn 5.100. Năm thôi. Đâu phải. Một. Ừ đúng rồi. Năm. Thế em bán luôn 5.000 cho quý vị. 5.000 luôn. Đó. 5.000 là rẻ đó quý vị nha. Chắc chắn là rẻ rồi. Quý vị biết không, cái thác của nó ngày xưa nó bán trong mo Mỹ, khi mà em ấy bán gần 9.000 mấy một chiếc luôn á, chứ không phải đâu. Này bán 2 chiếc 5.000. Đẹp. Màu Sapphire này là khỏi chê. Mẹ một cái, con một cái. Thì gặp mê luôn á. Còn không là chồng một cái, vợ một cái cũng đẹp. Công nhận cái Sapphire này đẹp dễ sợ. Và em muốn bán nguyên một đôi, em không muốn bán một cái. Rồi. Đẹp không quý vị? Đẹp, đẹp thì nhiều người bán đồ đẹp lắm. Quý vị lùng trên mạng, quý vị thấy nhiều người bán đồ đẹp lắm. Không riêng một mình Hiền Hòa ha. Đẹp rất nhiều, nhưng mà đọc nữa quý vị. Nó đẹp là một chuyện, mà nó nằm ở cái chỗ độc nữa, là độc đáo nữa không quý vị. Đây là một chiếc nhẫn cũng rất là độc đáo luôn. Dạ, em bán xong những cái đẹp này rồi, sau này á, có tiền cũng khó mua. Vàng 18 nha quý vị. Rồi, sẽ mang đến cho quý vị chiếc nhẫn này với giá là 2.310 đồng.
2.310 đồng. Rồi, đẹp lắm. Rồi, này là 2.310 đồng, rất là đẹp luôn. Trời, nhất là những chị nào mà làm ở trên trên chỗ nào mà cần phải giao tiếp với khách mà giang tay ra là mỗi ngày đeo một chiếc nhẫn mà bự vậy á, trời ơi, người ta mê luôn, mà nhất là có bàn tay đẹp, đúng không? Bàn tay đẹp, bàn tay của em đi đeo thì ông trời ông cho mình làm cái nghề kim hoàng là bắt buộc mình phải đeo nữ trang ấy. Chứ cái bàn tay của em mà em đeo nữ trang, hầu như người ta nhìn nữ trang hơn là nhìn bàn tay. Dạo này là bớt là đánh bóng, bớt si rồi đó quý vị, bớt nhiều rồi đó. Này, và đây là một chiếc nhẫn xoay vòng rất là đẹp luôn. Nhẫn này, nhẫn chùm đẹp quá ha. Rồi nhẫn này, chiếc nhẫn chùm hoa mà kim cương nhìn đẹp không. Rồi em sẽ bán rẻ cho quý vị chiếc nhẫn này để quý vị mua nè. Kim cương ngập luôn á, cái này á 1.000 mấy, 1.500 luôn á, chứ không ít đâu. Bây giờ em sẽ sale xuống cho quý vị giá tận cùng luôn. Một, đẹp lắm, 1.050. Bắt đầu giữa 15 tháng 11 là em xóa hết những cái list của tháng 10 của chị nha em. Tại vì em biết vàng sẽ lên, tại vì hôm nay là vàng nó nhích lên tới 17-90 rồi đó quý vị. Hôm nay vàng lên tới 17-90 rồi. Vàng bắt đầu em thấy nhích lên rồi đó. Quý vị thấy cái nhẫn rúa sapphire đẹp không? Nhẫn này đẹp dễ sợ. Như vàng 18 hay sao? Đúng rồi, vàng 18 rất là đẹp. 1.480 quý vị. Em nghĩ nhẫn này con trai đeo cũng được chứ, 1.480. Nặng lắm á, tiền vàng cả ngàn đồng mà nó kim cương dọc hai bề. Này con trai đây cũng được 1.480 ha quý vị. Đẹp chưa? Chiếc nhẫn này cũng đẹp nè. Sapphire. Đi sapphire không à? Rồi ai hợp với sapphire? Chiếc nhẫn này đẹp quá. Biết vàng gì đây? Vàng 18. Vàng 18 nha. Hộp sapphire và rất đẹp luôn. Rồi, lấy rẻ cho quý vị nha. Chiếc nhẫn này vàng 18 mà nặng tiền vàng là hết bao nhiêu rồi ta? Chưa kể những cái design, những viên sapphire rất là đẹp này. Tiền vàng là đã là 1.000 mấy chục rồi. 1.100.
kim cương nữa, sapphire. Em sẽ mang đến cho quý vị chiếc nhẫn này 1450. Giờ giá mềm không em? Bỏ giá là xuống mà xuống tận cùng để cho quý vị mua đó. Khi em mua được có sale rẻ là bắt đầu em bán rẻ cho quý vị liền à. Rồi, đây là một chiếc nhẫn ruby, đẹp không? Ruby có ở giữa là kim cương, hai bên là ruby, nó làm giống như là một cái hình đẹp ha. Mỗi tiền vàng không là đã là mấy gam, là 700 tiền vàng rồi. Và kim cương rồi ruby đẹp như thế này. Như ý em á, là em si cái này nó màu vàng hết. Em thấy si lên màu vàng thì nó sẽ đẹp cỡ nào. Tức là ở dưới mình để trắng si màu vàng luôn. Rồi cái này em sẽ mang đến rẻ cho quý vị. Tiền vàng đã 700 hơn rồi. Rẻ cho quý vị chiếc nhẫn này là 1.050 đồng. Em thường nói với quý vị, nói không hề sai, sau khi bán hết rồi trừ tiền mấy cái là cửa hàng người phục vụ, mấy lưu la lục chốt, trừ hết rồi còn về có 50 đồng một chiếc mà thôi. 50 đồng thôi quý vị. Mà đồ đẹp nữa, quý vị thấy không? Design kiểu màu mẫu đẹp. Rồi chưa nói đến độc lạ và kim cương là không phải là mù đuôi, không hề. Tính em cũng rất là khó, em không nhìn được, em không ưa được thì làm sao người khác ưa, cho nên những cái mà mù đuôi em cũng không có lấy, cho nên là nó phải có độ chiếu nha quý vị. Mù là nó đục giống như nước gạo vậy đó quý vị. Rồi đây là một chiếc nhẫn kim cương hình chữ X, đẹp chưa, tiền vàng cũng 500. Ở ngoài này là kim cương, ở trong là kim cương đó. Ở ngoài này không phải kim cương, vàng, ở trong này là kim cương. Ai tên Xuân mua. Này cái tên Xuân mua được nè. Tên Sấm, tên gì cũng mua được, mà tên Xạo thì đừng mua. Bởi vì tại vì nó cái chữ X này là nó cũng có thể là người nào mà tên Sao thì mua, chứ tên Xạo thì đừng mua nha quý vị. Rồi bán rẻ luôn ha. Rồi 630 đồng. Đẹp chưa, kim cương màu xanh hết nha, 630 đồng. Rồi thế nói là cái bộ dây này nè quý vị. Cái bộ dây này nếu mà đúng giá ra 20.000 đô vẫn rẻ đó quý vị. Tại vì quý vị cứ biết rằng trên này là 50 viên nha, 50 mắt, và mỗi mắt như vậy là 7 viên nha quý vị. Hộp ở giữa là 3 đi mấy luôn. Hộp ở giữa cũng là 3 đi mấy đó. Mà quý vị tính đi, ở đây có những viên kim cương màu đỏ thẫm thẫm, màu giống như là màu rượu chát. Mấy cái này, cái màu đỏ này là màu như màu xanh banh đậm vậy đó, là màu thiên nhiên, không có chích màu nha quý vị. Mà kim cương màu trắng rất là đẹp nha, rất là đẹp, tất cả là kim cương nè. Nè, kim cương đen, kim cương đọt. Mà quý vị coi nội tiền vàng là bao nhiêu. Bây giờ em tính cho quý vị nha. Tiền vàng là 58.7. Rồi 50. Bây giờ em bán, bây giờ em sale xuống tận cùng cho quý vị mua nha. 17.000. 17.000 trừ hết là 58, trừ cho 4.000 tiền vàng đi, là còn lại 13.000. 13.000 mà em chia cho là 50 mắt, mà mỗi mắt là 7 viên, 7 lần 5 35 là 350 viên. 13.000 mà chia cho 350 viên
thì chạy ra một viên có nhiêu, có 37 đồng mà quý vị, đâu đâu có ai mà bán rẻ dữ vậy không, mà kim cương màu kim đẹp như vậy. Cái đôi đây này là đôi bông tai, đôi bông tai nha quý vị, bông tai rất là dễ thương luôn. Hồi hôm hôm bữa có một cái chị kia chị thích lắm, chị bằng lòng mua giúp của em, nhưng mà nó ngắn quá chị đeo không có vừa, chị đòi là 20 inch mà cái này thì nó đâu có 20 inch, hình như nó 10 18 inch hay sao mà cái cổ chị đeo nó cao lên, nó cứng này, cho nên nó vừa. Mà người nào cổ nhỏ còn dư nha, người nào mà đeo 16 inch là còn dư, mấy mắt còn làm được đôi chiếc nhẫn nữa nha quý vị, là nó đi thành một bộ luôn, còn không làm chiếc nhẫn thì tạo thành một cái bông gắn ngay ở chỗ này cũng đẹp nữa nè đó. Cho nên là em sẽ mang đến cho quý vị giá cuối cùng là 17.000, mà chia ra là mỗi viên nó có 37 đồng, mà học bằng là 3 ly nè, 3 ly ba hai học ở giữa là 3 ly rưỡi. Đẹp quá trời luôn. Đó, 17.000. Mỗi lần mà bán những cái đẹp này á là mấy đứa nhỏ ở nhà nó nói mẹ 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 nhiều đồ quá, sao mẹ không bán những cái đó đi, thiếu gì đồ mẹ bán đấy, cái đẹp đẹp này mẹ cứ giữ lại đi, mẹ bán làm gì, những cái đẹp đẹp này cứ giữ lại đi, chẳng lẽ giữ hoài mình không. Rồi đây là một chiếc nhẫn của Nam, vàng 18, 5 ly 6, nhưng mà cái vỏ thì kim cương ngập trời luôn. Cái vỏ nè, hộp 5 ly 6 thôi nhưng mà hộp rất là trắng đẹp, trắng chiếu đẹp luôn. Mà cái chiếc nhẫn này bốn ngàn chín trăm, hộp 5 ly 6, cái vỏ Hồng Kông vàng 18 của Nam 4.900, cái vỏ này kim cương ngập luôn. À, rất là đẹp. Thiệt luôn nè, cái dây này sale bán luôn nè. Cái dây này là mua từ năm 1900 hồi đó luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 với 7 là 14. Ba ly 3. Đẹp với sao hộp amethyst màu tím. Rồi, bán rẻ luôn. Cái này là hộp 3.700, 3.800. Rồi em bán rẻ rồi quý vị mua nha. Cái này em bán sale rẻ luôn. Quý vị gieo tiền á. Màu tím đẹp với sao chưa, nguyên một cái mặt luôn sợi dây. 14 viên hộp mà 14 viên hộp rồi, những cái viên amethyst tím này rất là mắc tiền đó, chứ không phải đồ giả, đồ xấu đâu quý vị, ở ngoài nó ánh mà nó đẹp gì đâu. Em sẽ mang đến rẻ cho quý vị mua cái mặt này với giá là 3.290 luôn dây. Là người nào biết biết mua mua đi quý vị, người nào thật sự biết biết mua mua cái này đi, 3.000 mấy rẻ rề luôn á, ba ly mấy một viên, 14 viên quý vị nhìn thấy đi. Rồi cái nào sáng em cũng thấy đẹp hết trơn. Cái nào em cũng thấy đẹp.
Này, ai có con gái mua đeo cho con gái hết sảy đẹp ha. Em thì em không có con gái, em có hai con cháu nội thôi. Nhưng mà đợi đến cháu nội mà nó lớn thì chắc cái lúc đó mình cũng ra người thiên cổ rồi. Cái kiểu sống mà giống như vậy, ngày nào cũng làm việc, sáng đến chiều, sáng đến chiều, rồi ngày nào cũng stress vậy. Sống vậy đâu có sống lâu. Con cháu nội mà nó lớn thì mình ra người thiên cổ rồi, thấy đâu mà nó đeo. Mà đến nhiều khi cái đời nó đâu đâu có đâu còn ai để bán những cái đồ đẹp này nữa đâu quý vị. Là đẹp ha, rất là đẹp luôn. Thì quý vị biết rồi, quý vị để tiền ở trong mặt bao, nó đâu có đẻ ra tiền. Mua nữ trang cất thì nó sẽ đẻ ra tiền thôi. Cái này rất là đẹp luôn, cái này mà mặc chiếc áo đầm tím đeo cũng rất là đẹp luôn, đẹp thiệt đẹp luôn á quý vị. Hộp kim cương rất là lớn. Rồi đây là một chiếc nhẫn kim cương, kiểu dáng rất là đẹp ha. Em đang tính và làm cái hộp này, làm cái kiểu dáng này mà em nghĩ làm cái này là nó cơi lên tới tận trời xanh. Cái hộp nó to quá không. Rồi chiếc nhẫn này 2K31. Hai k 31 nằm trên cái vỏ vàng 18. Dữ vậy đó hả? 2K31. Chính ra nước thì nó hơi phớt vàng thì nó chiếu ghê lắm quý vị, nó chiếu long lanh luôn, rất là đẹp, hộp rất là dày cơm. Và em sẽ mang đến cho quý vị với giá là 11.600. Giá tận cùng luôn rồi đó, 2K31. Rất là đẹp và nhẫn này rất là chiếu nha quý vị. Mà với cái giá này là quá rẻ, là cái nhẫn, cái vỏ nhẫn không là đã gần 3.000 mấy rồi. Rất là 11.600. Và đây là một chiếc nhẫn vàng 18, 1K20. Một K20 kim cương vuông nha quý vị, nhẫn nam mà mẫu mã rất là đẹp luôn. Rồi nhỏ vàng 18, vỏ Hồng Kông luôn á. Và chiếc nhẫn này sẽ mang đến cho quý vị với giá là 5.900. 5.900. 5.900. Đó, em phải để lâu lâu lên chút xíu chứ không thôi rồi nhiều người nói để rồi. Chính ra em like cái kiểu của em thì nó sẽ không đẹp, mà lúc nó này lúc nọ quý vị chửi quá à. Chửi ớn luôn á, nhắn nói tùm lum hết. Nhưng mà bây giờ em không có sự lựa chọn quý vị, bởi vì nếu bây giờ em quay trên cái màn hình giống như ngày xưa em lên đài thì quý vị biết không, vào cái thời điểm này em không dám mang kim cương lên đài để quay. Đó là sự an toàn cho em. Em không dám đem kim cương đi quay. Mà quay tại đây thì lực bất tòng tâm, chỉ có vậy thôi. Nó chỉ có vậy thôi quý vị. Nhưng nó được một cái là em đeo được trên tay để cho quý vị nhìn ngắm rõ ràng, và quý vị sẽ không có mường tượng là nó như thế nào. Nếu bây giờ em quay cái kia, em phóng đại lên, quý vị
đẹp con mắt quý vị. Nhưng khi quý vị nhận về, quý vị nói trời ơi cái gì mà quay nó đẹp mà bây giờ nó mù câm, cái gì mà quay nó đẹp mà bây giờ nó vàng khè, quay nó đẹp mà bây giờ nó có chút xíu mất công lên tới đây đi tới đây, thì quý vị thấy sao? Còn như bây giờ em làm theo cái kiểu hoa đồng cỏ nội này nè, tức là không màu mè, không quặng, không đèn chiếu vào, không phóng đại cho bự, nhìn vào là quý vị thấy là nó trực tiếp trên cái ngón tay, quý vị có thể mường tượng được nó như thế nào. Thì khi quý vị nhận món hàng, em chắc rằng là quý vị sự thất vọng không có nhiều bằng em quay trên màn hình lớn. Rồi khi quý vị nhận, quý vị nói trời, màn hình nó to mà nhìn ngoài nó bé. Xong mà nhiều người chủ thì đánh đá thì nói lại là tiền nào thì cửa nấy, nói chút é thì tiền chút é mà đòi mua cho to, rồi cuối cùng là lại mít lòng. Thì nói chung là em cứ làm như vậy đi mà quý vị sẽ thấy vừa vừa ý hơn. Tại vì nè, ví dụ như vậy, xong mà em bỏ qua giày là quý vị biết được cái ngón tay như mình như thế nào, đúng không? Chứ nhiều người cũng chửi miết luôn, nó chửi sao mà quay sao mà mù mà mờ này kia. Nhưng mà bây giờ người quay cũng chỉ có thế, giờ có nói như vậy rồi có nói nữa nó cũng chỉ có vậy thôi. Rồi em cứ nhoi như vậy, em cứ nhoi vậy, em cứ nhoi vậy, em cứ nhoi như vậy thì làm sao mà nó chiếu được. Giờ em để yên vậy thì nó có thể nó rõ, mà em nhoi quá trời luôn, quý vị thấy không? Cho nên thôi thì bây giờ lực bất tòng tâm có dạng chỉ có vậy thôi quý vị ơi, mình còn không nữa thì lên đài truyền hình. Mà lên đài truyền hình thì giá thành em sẽ cao hơn, bởi vì tiền chi phí nó nhiều, mà vào trong cái thời điểm này nói quý vị thương á, có những buổi sáng á, bây giờ thì em mới nói, có những buổi chiều mà mang cả đống kim cương lên đài để mà xô cho vừa ý quý vị, lúc ra về ta nói là băng tâm nó nhảy lên xe là nó giọt bụp luôn, người quay là giọt cái kịch luôn. Còn để một mình em đứng với một bọc kim cương, xách nguyên cái giỏ rồi leo lên xe rồi đi, rồi quay đằng trước quay đằng sau, em nghĩ trong lòng, vừa đi có đôi khi vừa nghĩ trong lòng không biết làm nuôi ai mà khổ dữ vậy. Giờ này mà lỡ mà nó bị sao sao, trời ơi sao mà đi mà kiểu như trong lòng nó sao á. Mà bây giờ ví dụ như em kêu anh nào đó đi theo bảo vệ em đi cũng được vậy, người ta đi liền. Nhưng quý vị nghĩ đi, lỡ có chuyện gì tự nhiên tiền thì mình ăn, mà cái người đó bị rồi người ta đứng với mình, người ta cũng bị luôn, thì có phải là mình sống trong ray rứt, trong đau khổ mà trong khi tiền thì mình ăn không? Cho nên chính vì vậy mà em quyết định, em nghĩ đi nghĩ lại rồi em nghĩ thôi, em cứ ở trong tiệm em làm, chung quanh tiệm là cửa đóng then cài, có security đứng đó, đó là một sự an toàn cho em tuyệt đối luôn quý vị, đúng không? Rồi còn những cái ngày mà xách đồ đi đêm về khuya đem đồ lên đài phải quay, trời ơi tao nói tim nó cứ đập phình phịch phình phịch phình phịch. Em nghĩ chứ cái kiểu này là chết trước già, mà cũng có thể là nhồi máu cơ, có ngày nhồi máu cơ tim làm cái bụp đi luôn. Chứ còn cái mà sống mệt mà đến bây giờ thì đôi khi em cứ hỏi em, hỏi lòng em làm để nuôi ai vậy, trong khi xung quanh những người sống quanh mình, những người sống quanh mình không có người nào biết hy sinh cho mình, giống như cả đời mình phải hy sinh cho họ. Khi em làm con dâu thì em mua đồ để cho mẹ chồng, rồi khi em làm mẹ chồng em phải mua đồ cho con dâu, rồi khi em làm cháu nội em phải lo cho bà nội, rồi khi em làm bà nội em phải lo cho cháu nội, khi em làm con em phải lo cho cha mẹ, bao nhiêu là gánh nặng trên người. Nhưng khi em làm cho cha mẹ thì em lại lo cho con, giống như em sinh ra vào cái ngày gì quý vị, cái ngày, bởi vì cả đời em không bao giờ làm sinh nhật là vậy, vì em sinh ra ngày mà đáng lẽ là cái ngày không có làm, cuộc đời không có tự làm, mà tự 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 làm, không có một bờ vai, không có một bàn tay, không có một cái chỗ dựa, dù đó là cha mẹ của mình em cũng không có đâu. Chẳng hạn như cái ngày mà cha mẹ em rất là giàu có, khi tuổi thơ của em cha mẹ rất là khá giả, cho đủ thứ, mẹ cũng theo cái nghề này buôn bán rất là khá giả. Nhưng cái tuổi mà em dậy thì cái tuổi mà em bắt đầu cần tiền cần đồ thì cái tuổi đó là cái tuổi lúc đó là mất nước,
mất nước thì quý vị nghĩ sao? Ba em phải chỉ cần 90 ngày cách mạng khoan hồng, nhưng mà làm gì có, đi luôn bao nhiêu năm. Mẹ em một mình nuôi con, nuôi làm sao trong cái cảnh nghèo khó lắm quý vị. Tuổi thơ, nói chung là cái ngày đó nếu ai biết, ai cũng hiểu là một bữa cơm mà nếu muốn có gạo ăn cũng rất là khó. Lúc nào cũng khoai mì, khoai lang, độn, độn bo bo, độn vô để ăn. Cái lúc đó ở Việt Nam mà khổ tới mồ luôn, muốn mua một miếng thịt, muốn mua một cái gì phải xếp hàng hợp tác xã, xếp hàng dài, 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 dài. Cho đến em còn nhớ hoài, mẹ bệnh, mẹ biểu con đi sớm, mua cho mẹ miếng thịt. Em xếp hàng từ sáng cho đến khi đi 5 giờ sáng xếp hàng, mà đến khi 7 giờ, đến khi vô là chỉ mua được một miếng mỡ về thôi. Đến phiên mình thịt hết. Hồi đó mấy người làm hợp tác xã thì ăn đã thôi, còn dân nghèo, dân đen thì rất là khổ luôn, quý vị thấy không? Đi muốt mùa luôn, ba thì muốt mùa luôn, mẹ thì ở nhà. Một mình đâu có lo được cho các con đâu. Trong năm, cho nên đó là quý vị biết rồi. Tuổi rồi, cho đến khi mà mở đường máu, qua Mỹ để mở đường máu cho con, cho cháu, cho họ, cho hàng đó. Mà quý vị hồi xưa mà nghe mở đường máu là sướng lắm, bởi vì nhà mà có đứa con đi Mỹ mở đường máu là nghe sướng lắm không. Bây giờ mà nghe mở đường máu là hết hồn. Mở, mở cao, đường cao, máu cao là nghe như chết thôi. Giờ mà nghe mở đường máu là hết hồn. Cái khi mà mình chưa biết được sướng như thế nào, tức là trước, trước Cộng Hòa ngày là cuộc là sống sướng thì là sướng, thì lúc đó mình còn nhỏ quá, mấy tuổi là sao biết sướng. Nhưng mà đến khi cái tuổi mà dậy thì bắt đầu cái tuổi muốn sướng là lúc đó là qua năm 75 rồi. Quý vị nghĩ dân, dân đen người nào sướng? Nếu mà sướng thì người ta đâu có vượt biển, người ta chết như vậy. Lúc đó là tuổi thơ nói chung là cũng khổ lắm. Cái này là nắp, cái chiếc nhẫn này là 5 ly không đó quý vị, rất là đẹp luôn. Vàng 18, em bán rẻ chiếc nhẫn này ha. Ly 7. Cho nên đó là cái nhiều em suy nghĩ đi nghĩ lại, và cuối cùng em chọn cái giải pháp là ngồi livestream tại tiệm. Em không dám mang đồ lên đài nữa quý vị. Đó là cái giải pháp thôi. Em dừng luôn. Tại vì á, em quá sợ, thật sự là quá sợ. Cái vỏ của Hồng Kông á quý vị, hộp thì 5 ly. Rất là đẹp, vỏ thì của Hồng Kông. Cái vỏ này là ít nhất cũng 1.500 rồi đó. Chiếc nhẫn này em sẽ mang đến cho quý vị với giá là hộp nước, hộp 5 ly mà nước y trắng bóc luôn, đẹp luôn á. Em sẽ mang đến cho quý vị cái này là 9.3.3. I love you. Vỏ Hồng Kông rất đẹp. Em sẽ mang đến cho quý vị giá tận cùng rẻ luôn, 4.200. Vàng 18, hộp 5 ly, 5 ly mấy mà nước trắng bốc luôn. 4.200 nha quý vị. Rồi đây là chiếc nhẫn cũng đẹp quá nè.
6 ly rưỡi. Cái này là 6 ly rưỡi. Vàng 18 đẹp, cái này khoảng 1 carat đó. Nước ép đẹp luôn đó quý vị. 11.000. 11.000 quý vị, cái nhẫn này. 11.000. Cái này hình như có giấy GAA. Không biết nữa. Nên không biết có giấy không nữa. 11.000. Cái vỏ này là mấy ngàn rồi. Vỏ này đẹp lắm mà nó học 11.000. Cái này là một chiếc nhẫn kim cương màu đen. Tiền vàng là 10 gram là 600 rồi đó. Kim cương màu đen nè. Trắng nè. Nằm hết lên trên chiếc nhẫn này. Rồi em tính em bắt chiếc nhẫn này em bán rẻ luôn nè. Bán 600 luôn. Này cái này ở trong này rất là đẹp luôn. Cái đống kim cương này không tính tiền luôn. Bán 600 chiếc nhẫn này, tiền vàng là 600 luôn đó. Tuần qua là em bán những cái em final hết luôn đó quý vị. Như cái chiếc này 600 rẻ quá thiệt á. Kim cương rất là nhiều. Nè. Hai lớp, chỉ nhận lớp. Rất là đẹp luôn. 350. Kim cương. Chỉ lớp là kim cương. Rồi chiếc nhẫn này 61. Nước cũng trắng đẹp lắm, vàng 18. Bán 3.500. Trắng đẹp luôn á nha. 61 mà bán 3.000 mấy. Vỏ vàng 18. Vỏ kim cương nhiều lắm. Thì có nhiều người á, nói em á, em quay phim mù quá mà em không có chịu quay trên màn hình bự phóng lên cho nó đẹp. Tao nói là các chị coi hay là chị mua? Nếu mà chị coi thì em quay phóng lên cho chị đẹp, chị coi cho sướng mắt. Nhưng mà chị mua mà, chị mua thì thôi vậy em để trên tay vậy chị nhìn chị sướng hơn, chị hình dung được hơn. Còn nếu như mà phải vừa quay xong rồi vừa một người mẫu kế bên ngồi rồi quay nữa. Đó là tất cả những chi phí đó rất là nặng. Thì rồi mình cũng phải tính vào trên giá thành của mỗi chiếc nhẫn. Tại sao em bán rẻ được là bởi vì em giảm nhiều chi phí lắm. Những cái nào mà thợ làm mà khó lắm thì thợ làm, còn không thì em làm. Cho nên em giảm nhiều chi phí lắm quý vị. Nhưng giá thành nó xuống với quý vị rất là rẻ luôn. Nhưng chiếc nhẫn này học emerald rất là đẹp. Em bỏ giá với cái xuống đi. Rồi bán rẻ cho quý vị luôn. Cái học emerald này cũng phải 2k mấy luôn. Kim cương rất là nặng nề luôn, rất là nhiều luôn, tiền vàng cả ngàn luôn.
Em sẽ mang đến chiếc nhẫn này cho quý vị giá là 1.690. Và những mặt hàng này em đang bán trong tháng 10. Những cái lô show này thì đến ngày 15 tháng 11. Nếu mà kim cương mà lên, vàng mà lên thì em sẽ xóa hết những cái show trong tháng 10. Thì nếu mà chưa xóa kịp thì em cũng chỉ bán trong tháng 10, tháng 11 này thôi nha quý vị. Còn đến sau đó là em sẽ không bán giá này. Thì nó bởi vì em vào thời điểm nào thì đúng thời điểm đó. 4 ly 3 quý vị, chiếc nhẫn này 4 ly 3, 4 ly 2, 4 ly 4, một viên 4 ly 4, 3 viên 4 ly 3 và 4 ly 2. Rẻ này. 4 ly mấy không? Này bán rồi không biết mua lại được không. Hai ngàn hai chín chục, 2.290 em đó, hồi nãy dính vô cái 1.600 mấy rồi khó lòng lắm đó. Khách là sẽ chụp hình cái đó là 2.290. Hai ngàn hai chín triệu nó chiếc nhẫn nó cũng rẻ, và chiếc nhẫn I Love You nhỏ nhỏ này cũng rẻ nè, dễ thương chưa, hộp cũng ok, kim cương rất là nhiều luôn, 3.500, 3.500, 3 ly, 3 ly, nổi tiền kim cương không là hết 300 mà tiền cái vỏ nữa. Rồi, nhẫn này sẽ mang đến cho quý vị với giá là 5.560. 5.560 dễ thương không? Rất là dễ thương luôn. Rồi chiếc nhẫn này em cũng mang đến cho quý vị rẻ luôn, 570. Hộp ở giữa là 4 hộp 3 ly, 3 ly 4, 4 hộp 3 ly mấy luôn, 4 hộp 3 ly 4, 570. Cái này cái viên hột gạo ở giữa là khoảng 5 ly, 0,5 carat. Rồi mang đến cho quý vị cái nhẫn này cũng rất là đẹp luôn, 0,5, tầm 5 ly. Em bán rẻ cái nhẫn này cho quý vị nha. Ở chung quanh kim cương nữa. $880. Cái này rẻ đó, nếu mà người nào không có 8.8. Rồi cái nhẫn này bốn ly bảy, 4 ly 7 nè, dễ thương không? Cái vỏ 300 mà. Rồi cái hộp. Cái hộp nhà 4 ly 7, 4 ly là đã 400 rồi. Là 700 mà phải không? Mà cái vỏ 300 mà có hộp nhiêu? Hộp 4 ly 7 bán ra bán rẻ luôn, bù qua xếp lại 600. Còn không em tháo hộp,
tháo hộp em bán hộp không cũng 600, 4 đi 7. Rồi, còn 30 phút nữa. Rồi. Đây là sợi dây chuyền, rất là đẹp luôn. Lông vàng. Bán rẻ luôn sợi chuyền này nha quý vị, nếu mà người nào mua. Bán rẻ 900. 900 nguyên một cái mặt kim cương luôn, sợi dây chuyền 900. Rồi cái mặt trái tim. Rồi, mặt trái tim. Luôn dây luôn mặt 600. Rồi. 600. Rồi hai đôi bông tai. Năm ly hai gì đây, hộp đẹp luôn. Năm ly hai hộp đẹp, giỏ Hồng Kông bằng 18 nha quý vị. Quý vị thấy là cái cặp giỏ rất là đẹp luôn, ở phía sau đít dặn rất là đẹp, mà hộp là toàn 2 ly không nha, rất là đẹp luôn. À, rất là đẹp. Đôi này em sẽ mang đến cho quý vị mỗi một đôi 3.000, một đôi 3.000, vàng 18 vỏ Hồng Kông đàng hoàng mà. 5 ly 2, 5 ly 1 một đôi, 5 ly 1 đôi màu vàng, 5 ly 1 đôi màu trắng, 5 ly 1 vàng. 3.000 một đôi, hộp rất là đẹp nghe quý vị. 5 ly 1 vỏ vàng 18, tất cả đều màu vàng trắng, một đôi tròn, một cái này đét rất là đẹp luôn. Rồi chiếc nhẫn này của nam bán rẻ luôn, cái này 6 viên 2 ly rưỡi. Hồi nãy mình em mua 6 viên 2 ly rưỡi ít nhất là 300, mà cái vỏ 300 là 600. Trong khi em bán nguyên chiếc này rẻ nè, ai mua em bán rẻ nè. 410. 410. 410 nha quý vị. Cái này hộp 3 ly 6 vàng 18. Rất là đẹp luôn, lựa từng viên nước đẹp, trắng đẹp luôn. Em xóa đi em để đây. 1.000, 1.300 rất là đẹp luôn. 1.300 cái này chắc là 3 ly 6 luôn. Chiếc nhẫn này 3 ly 6 vàng 14 với kiểu cũng dễ thương không? $950, 3 ly 6 37 vàng 14 là $950. Kiểu cũng cao dễ thương. Trời, cái nhẫn này dễ thương không? Kim cương cũng ngập luôn, tiền vàng ngập bao nhiêu. Rồi, em xóa. Cái này dễ thương luôn, 420 đồng. 420 đồng. Học ở giữa kim cương rất là nhiều. Không phải là nửa gara kim cương không? 400 mấy, vàng 300 mấy rồi. Rồi
Rồi cái nhẫn này là nhẫn giọt nước, hai hàng giọt nước, hai chiếc nhẫn mà ở giữa là những giọt nước. Rồi bán rẻ luôn, nữa là cái những giọt nước mà hai cái luôn, 800. Ừ, 800. Ừ, thêm một cái nữa là em sẽ xây qua bán ẩm thạch nha quý vị. Rồi cái nhẫn emaro này nhỏ mà có vỏ nè, xanh đẹp tuyệt vời luôn, nhỏ mà có vỏ. Rồi 320, 320 nhỏ mà có vỏ, 320 cái nhẫn emaro này dễ thương lắm. Nếu mà mình mặn hỏa mua một cái đeo phong thủy đi quý vị, kim cương emaro thiệt luôn, tiền vàng luôn, 320. Rồi chiếc này cũng dễ thương luôn, mấy hàng kim cương luôn, 450. Ừ, 450. Rồi cái nhẫn này cũng phải 5 ly luôn, hộp kim cương màu vàng, hình hộp gạo, 5 ly 2 luôn. Rồi kim cương màu vàng hình hộp hộp oval á, 5 ly mấy luôn. Rồi bán rẻ cho 1.250. Em nghĩ năm hơn 5 ly 2, 1.250. Cái này mình hồng hình oval nè, 1.250. Rồi hết rồi. Rồi hết rồi ha quý vị. Rồi để em sẽ uống chai nước để lại cho ngập chứ. Đây là cái vòng màu tím, rất là đẹp luôn. Ghê. Rất là đẹp luôn, bán 300. Tím mà ni tay. Ni tay thế gì thế, 64 luôn trời. 149804. Đúng rồi, ni tay 64 luôn. Bán 300 mà cái này rất là trong mà nó là màu tím. Rất là lạ lạ. Bán 300 này quý vị ha. Ừ, rất là lạ. Cái này nếu mà ai mua mua tặng cho bà Mỹ nào, mua cái vòng này bà thích lắm à. Cái này 61. Ừ, cái vòng này rất là bự, rất là đẹp, rất là hiếm luôn. Mang đến cho quý vị với giá là 1.000. Ừ, 61 nha quý vị. Và cái vòng này cũng rất là đẹp luôn. Quý vị nhìn thấy không? Rất là đẹp. Ni tay 56. Em sell xuống luôn nè. 600. Này trong mà đẹp lắm nha. Này rất đẹp luôn á. Không phải 6 đâu. Rồi 600.
Chiếc này đẹp nè, cũng màu xanh đẹp luôn. 750 quý vị. 750. Em bỏ giá vô 750. Rất là đẹp. Mà cái này trong đẹp lý trong. Ba trăm năm mươi bảy rồi. Nào em bán được, em sẽ bán rẻ cho quý vị mua. Bốn trăm rưỡi. Lý rất là đẹp nha, chọc lá hẹ dày. 450. Tất cả đều có giấy giám định nha, mỗi một cái vòng là một tờ giấy giám định. Thì á, quý vị mua đâu tùy tùy quý vị, nhưng mà bên tiệm em thì em sẽ bán có giấy giám định đàng hoàng. Cái này ni tay 55, màu xanh lý rất là đẹp quý vị. Đó, đi tay 55. Giá em sẽ mang đến cho quý vị là 700. Cái vòng này rất là đẹp. Lý 700. Và cái vòng này em sẽ mang đến cho quý vị là 500. Cái này cũng đẹp lắm đó. Giá này rẻ đó, 500. Nó mua những cái, mua cái này đeo nè, cái này nắp các bà nè. Bà chị nào mà đi tay 55 mua cái này cũng đẹp không? Rất là đẹp mà, có 500. 55, 47. Cái này trong, chột nhỏ, rất là đẹp luôn. 700. Cái này chột nhỏ mà trong mà đẹp. Nó là những cái hàng đẹp, em like lên cho quý vị ha. 55. Cái này 51. Cái dòng này rất là đẹp nha quý vị. Chiếc nồng này rất là đẹp luôn. Em sẽ bán cho quý vị với giá 450. Ni tay 51. Quý vị biết không, 51, những cái dòng 51 bây giờ nó hiếm lắm. Quý vị nhìn thấy không, màu xanh lý, xanh đẹp luôn. Cái này người nào trắng đeo đẹp lắm. Rất là đẹp. 450. 450 chưa? Rồi. Cái vòng này 55 em sale rẻ nè quý vị. 800. Quý vị thấy không? Không phải đen đâu nha quý vị, xanh đậm đó, hai cái người nhiều người ta thích vậy lắm, trời đất đó quý vị. 800. Quý vị biết không? Dòng mà của em là em mua đó, lâu lắm rồi, toàn đá miếng điện không á, đá mà chắc mà đẹp luôn, mà những cái vòng chắc đẹp luôn. 55, 700. Lá hẹ rất là đẹp luôn. 700. Em 700.
56. $420 dòng 56. Lý 420. Rồi. Rồi cái vòng này đẹp. Cái này đẹp đó. Em nói đẹp đó quý vị. Em bắt em sale 900 cái vòng đẹp lắm á. Lạ. Những cái vòng này là cá tính. Nhưng mà nhiều người phải thật là tính tình mạnh mẽ thì thích cái này. Nhiều người nhẹ nhàng hơn thì không thích. 56 này rất đẹp luôn. 900. Rất đẹp luôn. Huyết đỏ, huyết hồng nè, đẹp chưa? Xóa bỏ đi em. Nè. Đẹp ha. 320. Này huyết hồng nè, đó. Những cái dòng cá tính này là rất là đẹp luôn. 320. $550. Rồi. 54 của 550 luôn đó quý vị. Cái này là em nói thiệt, có người nào đi tay 54 hiếm thì có một cặp lắm á. Một cặp đẹp lắm á. Này 54, 550 một chiếc. Nè, cái này 56 nè, mỏng nè, có một chiếc nè. Rồi. Biết hai chiếc đâu mất một chiếc rồi. Bán rẻ luôn. 250 thôi. Rồi. 250 ha. Quý vị chụp quá, quý vị nhớ chụp luôn cái mã số và luôn cái giá tiền. Em like con dân nó bán thì làm sao mà nó biết được. Thì dĩ nhiên là quý vị làm ơn chụp giùm em cái giá. Mà em cũng có cái giá ngay chỗ này nữa. Nhưng cái giá mã số của em thì ví dụ như quý vị nói sai giá cũng nó cũng lấy được cho quý vị. Cái này cũng đẹp nè, 600 nè quý vị. Vòng này cũng đẹp lắm. 600. Đồng này cũng đẹp. 450. Đồng này cũng đẹp lắm. 450 nha. Nè em, cái màu như thế nào thì trên TV nó như thế đó là nó đẹp hơn nữa đó. Chứ em không có làm cái màu ở trong TV đẹp mà ra ngoài xấu nha quý vị. Cái này 500 nè quý vị. 500. Rồi.
500 nó 58 á, ni tây 58 á, rất là đẹp luôn. Những cái ni tây lớn này là hiếm hàng lắm á. Cái này 500 luôn, ni tây 57. Cái này bạch thủy sén rất là đẹp luôn. Người Hoa rất là thích ni tây 57. Rồi, cái này nè, 800. Người nào ni tây 57 có nè, 800. 800 là em bán giá tận cùng. Quý vị nhìn thấy cái vòng chưa? Trong, tím, đẹp chưa? Mấy cái này là sót từ cái hồi dịch đến giờ còn đó quý vị. Quý vị nhớ hồi dịch không? Em bán những cái vòng tím đẹp vậy. Rồi, 800. Ni tây 53. Cái dòng này cũng đẹp. Đẹp lắm, ni tây 53 cái dòng này đẹp lắm nè quý vị. 700 quý vị. Rất là đẹp luôn. Đây 53 700. Năm trăm. 53 cái dòng này hay à. Năm trăm. 53. Ni tây 53. Cái dòng này tím nữa ha. Xanh là đẹp. 500. Rất là đẹp. 500. Ni tây 53. Vòng này cũng lạ lắm á. 600. Mà có giấy tờ nha quý vị. Khi những cái chiếc này mà em mất giấy tờ kìa, em sale xuống còn có 300 mấy, 400. Mà cái này rất là đẹp. Đẹp luôn. Chiếc này đẹp quá sợ. 700 quý vị. Chiếc đẹp lắm á. Trong veo 53 700. Những dòng mà em lựa ra đây là những dòng tương đối đẹp. Ni tây 53. Ngoài ra các size khác, nếu quý vị size khác quý vị nói, trước khi ở ngoài cửa hàng có nhưng mà em không có like. Tại vì nhiều khi em soạn cái nào em like cái đó. Cái này cũng đẹp lắm, 500 nha quý vị. 500. Rất là dày cơm và bóng và đẹp. Em ít like, em ít mài mỏng lắm nha quý vị, mài dày cơm bóng mà. Những dòng này là những dòng đẹp. Chiếc này cũng đẹp không? 650, đẹp dễ sợ. Lý nè, huyết hồng nè. Huyết hồng 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 nè. Rất là đẹp luôn. Đây có đốm xanh đậm chứ không phải đen. 650.
500 này quý vị. Đẹp không? Rất là đẹp ha, 500. Những cái vòng mà em đang like nãy giờ là đẹp, sạch, đẹp mà sạch nữa, tức là không có tì vết gì hết. Vòng cái vòng này đẹp lắm đó quý vị, 750. Xanh đỏ lý rất là đẹp. Rồi, em sẽ sale xuống cho quý vị cái vòng này 500 luôn đi. 500 em, bỏ vô 500. 500 em sẽ sale xuống 500. Đúng rồi, em sẽ sale xuống 500. Cái nào mà em sale xuống 500 em sẽ cắt miếng, em sẽ cắt miếng giấy bỏ vô. Nếu quý vị nói mặn quăng nó không có nghe thì quý vị nhớ nói là chỉ cắt miếng giấy và bỏ vô trong 500 nha quý vị. Tại vì có những ngày em không có mặt ở đó nữa. Cái vòng đẹp chưa, 600 đẹp cái sợ luôn á, đẹp lắm luôn quý vị, ni tay cũng 53. Giờ này mà có những chiếc 53 như vậy là cũng hiếm lắm á. Giờ này là mà đâu có còn sai, bao nhiêu năm rồi quý vị đâu có mua vô, có đâu mà mua. Giờ này mà em còn vậy là cũng hiếm lắm á. Khi nào em đi Miến Điện là em báo cho quý vị liền. Em cái gì chứ, em thẳng tính em cũng giấu mấy cái đó. Đi mua hàng em báo liền. Này 600 này quý vị. Này đẹp nè, 700. Lý tươi 700. Là vậy em bị vá giá luôn. Cái này 500 này quý vị ha. 500 rất là đẹp, lý cũng đẹp lắm, 553 luôn. Quý vị cái vòng này rất là trong mà rất là đẹp luôn, xanh mà trong đẹp, và giá em sẽ mang đến cho quý vị 900 nha. Xanh trong đẹp 900. Dày nữa, đi tay 55. Vòng này lý đầu cũng đẹp luôn, 450. Mày chiếc vòng này cũng đẹp luôn, 450. Bốn trăm rưỡi nha quý vị. Mọi năm là Cẩm Tập em sale nhiều lắm quý vị, năm nay á là
không có hàng luôn quý vị. Em bỏ trong những, em đem trong kho ra là em bán hết trơn luôn. Những cái vòng, nhưng mà đây, nhưng mà hôm nay là những cái vòng em like toàn là những cái đẹp không đó quý vị, 500. Giá 500, 400 mấy trăm mà toàn những cái đẹp không, 700, những cái đẹp đó. Này trắng là trắng 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 sữa rồi đốm lý rồi đó, mà rất là sạch. 53. Còn mười mấy chiếc nữa là không xong mà nó quý vị. Chiếc này cũng đẹp chưa? Chột nhỏ nè, trong nè, đẹp nè. 700 em. Này đẹp lắm, 75. Có chiếc vòng này 1.000 đồng đẹp lắm này quý vị. Sứa đá là dày luôn. Giờ này mà còn những cái vòng mà dày dặn như vậy, 1.000 đó quý vị. Rất là đẹp luôn. Đó, người nào mà muốn mua chiếc thiệt đẹp, mua cho mẹ đeo, mẹ già mình đeo đó, thì lựa những chiếc đẹp đẹp chút. Chiếc này đáng lẽ là bán cả 1.000 đồng luôn quý vị, nhưng mà ở bên bên này nó có những cái như đốm 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 chút xíu ha, không có rạn nứt nhưng mà đốm 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 chút xíu. Rồi em sale xuống cho quý vị 500. Đẹp không? Như cái đốm chút xíu à, mà đốm đốm hồng hồng chứ không phải là đốm đen nữa. 500. Sáu trăm. Sáu trăm nha quý vị. Hồi nãy đề cái giá 500 không phải đâu nha. 600. Rồi. Chiếc vòng này em sẽ like cho quý vị. Rất là đẹp luôn. Xanh ngọc bích luôn, xanh xanh mà đẹp luôn. Giá là 800 quý vị, 800. Vòng này không đẹp lắm, rồi bán rẻ 250. Ni tay 55, mã số 30647. Giấy nó mờ quá. 250 nha. Cũng đẹp, cũng được. Không xấu, không bị gì hết. Chỉ có là nó không trong thôi. Sáu trăm. Màu xanh lý, không có quý vị biết không, lý rất là đẹp luôn. Cái này 53. Đẹp nè, chiếc này cũng đẹp, 500. Tím 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 tím. Rồi. Mấy cái nữa rồi.
Còn có mấy cái nữa để cho chị làm cho xong cái này. 53 700. Cái gì 10 phút 5 phút. 700. Mấy phút nữa đi. Nóng này. Đúng. 55. Cái này 500 nha quý vị. Trong. Ừ. Rồi, cái này em sẽ mang đến cho quý vị 350. Cái này nó trong, nó đẹp nhưng mà nó có 1-2 chấm. 1-2 chấm như là nó có chấm, 1-2 chấm xanh có đậm, có đen, có gì đó. Mà 1-2 chấm mà nhỏ giống như mũi kim, không có nhìn thấy. Sale 350, mà cái này trong mà nó đẹp lắm. Sáu trăm nha quý vị. 600. Mà cái này em có một cặp á. Cái này 55 em có một cặp nè. Người nào mà mua một cặp hồi nãy có một chiếc. Không, còn có mấy cái nè. Này 55 em có một cặp nè. Rồi, 900. Rồi 750. Chiếc này cũng đẹp, 750 đẹp, nó chọc mỏng. Rồi khi quý vị mua là quý vị chỉ giờ nhìn nha ha, quý vị mua cái nào quý vị thích rồi quý vị gửi gửi mail qua, nhắn tin trong điện thoại rồi em sẽ quay từ từ, em sẽ nói với quý vị như thế nào. 450 em. 450 em sẽ quay từ từ và em sẽ nói với quý vị rõ hơn. Em quay từ từ em nói với quý vị là cái này nó làm sao sao, lúc đó quý vị thấy trên màn hình điện thoại rõ hơn. Cái vòng này rất là đẹp luôn, rất là lạ, chọc rất là dày. Ni tay 62-81 và em sẽ bán cho quý vị 800. Cái vòng này nam đeo được nè, rất là đẹp luôn. Rồi. Mà cái này nữa là 500. 57. 500. Cái này trắng sữa luôn, trắng tím tím luôn. Còn 5 cái nữa. Rồi cái này 557 luôn. Rồi mã số đầu là 1 nha quý vị. 500. Này em đánh vào trong computer mã số 1, 2, 3 nữa. Em chỉ viết sẵn ở đây luôn. Cái này 380 đồng. Ba trăm. Cái này ni tay cũng 57, 300. Cái này vòng sữa cũng đẹp lắm. Cái này cũng đẹp lắm á quý vị. Những cái nhiều người, người ta thích nhẹ nhàng, với lại những người chú cộng hòa người ta hay thích cái dạng đó đó. Giống như là vòng lý bí vậy đó. Và cái vòng này em sẽ mang đến cho quý vị 350. 56, 350. Dòng này thì xanh nhiều hơn, đẹp hơn, 450. Rồi, còn hai cái nữa là kết thúc chương trình với quý vị. 450 luôn nè quý vị.
56 500. Rồi, kết thúc chương trình nha quý vị. À quý vị ơi, quý vị sẽ nhắn tin cho em. Nhắn tin nha. Quý vị nhắn tin cho em mà nếu mà gọi đường không được thì quý vị cứ nhắn tin cho em. Rồi sẽ hẹn gặp quý vị vào ngày mai. À nếu mà quý vị nào đến tận tiệm thì cũng được, không nhắn tin. Trước khi đến, quý vị cứ nhắn tin xong rồi em sẽ quay phim. Quý vị vừa ý rồi quý vị đến, nhiều khi quý vị ở Cali nhưng mà ở xa. Còn ở xuyên bang thì quý vị cứ coi trên màn hình nhắn tin. Em không bao giờ trả lời sót một tin nhắn nào, có khi điện thoại thì bây giờ khuya rồi, về rồi để điện thoại quý vị không có gọi được. Quý vị cứ nhắn tin. Rồi, cảm ơn.